hướng dẫn chặt gà đi anh. Rồi, hôm nay anh sẽ hướng dẫn cho em xem nha. Rất là nhiều bạn nhắn tin cho Hoshi, nói là sắp ra mắt bố vợ mẹ chồng mà không biết chặt gà sao hết. Ok, thì Hoshi bận không có thời gian làm gà, cho nên hôm nay sẽ mua gà ủ muối của ông Khải để về hướng dẫn cho các bạn chặt gà sao cho đúng cách, sẵn ăn luôn ha. Gà ủ muối thì bản chất thịt của nó khá là dai, cho nên những người lớn tuổi hay là những bạn nào mà không ăn dai được á, thì mình sẽ cho vào nồi luộc tầm 45 phút. Các bạn cứ cho nguyên bịch vào nồi luộc như vậy không có sao đâu ha, tại vì trong gà ủ muối có một công thức ướp vị khá là thơm và ngon, cho nên nếu tháo bọc ra để luộc và hấp á, thì nó sẽ không có còn vị đâu nữa. Ok, bây giờ thì chặt gà thôi. Đầu tiên thì các bạn sẽ phân đầu cổ cánh ra trước cho Hoshi nha. Chân gà thì sẽ có một cái khớp chỗ này nè, các bạn chỉ cần cắt phát là xong ha. Cánh thì các bạn cắt nhẹ hai đường hai bên, sau đó dùng tay bẻ nhẹ ra sẽ xuất hiện cái khớp nè, cắt phát. Ok, phần đùi cũng như vậy luôn nha các bạn nha, khá là đơn giản và nhẹ nhàng mà các bạn không cần phải chặt rầm rầm đâu nha. Đó, bẻ ra thấy khớp nè, thấy không, đưa dao vô cắt phát. Đó, quá đơn giản luôn, trong này có cái mề nữa nè. Phần cầu thì các bạn cắt một đường, sau đó dùng tay nhấn phát là đứt à. Phần thân gà thì các bạn dựng đứng lên rồi dùng dao chẻ thẳng xuống một đường. Đó, sau đó mình sẽ bẻ ra và chặt làm đôi. Hoshi tin rằng từ giờ chặt gà sẽ không còn khó khăn với các bạn nữa đâu. Tiếp tục thì mình sẽ chia hai nó ra nha. Ok, bây giờ thì mình đã chia xong bố cục, các bạn chặt theo thứ tự cho mình nha. Wow, nhìn ngon không? Chuẩn bị cái đĩa to to một chút, sau đó các bạn sẽ cắt phần đầu trước. Phần này các bạn đừng có chẻ đôi ra cho nó đứt luôn nha. Lát nữa mà ai ăn á thì sẽ tự tách và các bạn sẽ dựng đứng cái đầu lên được. Phần cổ thì các bạn chặt ra khúc vừa ăn, làm 3 làm 4 gì đó, nói chung là tùy theo size ha. Mình sẽ cho vào ở sau cái đầu nè. Bạn nào mà chưa biết chặt thì mình sẽ đánh dấu trước cho đều, sau đó kê dao vào và chặt theo ý muốn của chúng ta thôi. Lưu ý là phần này là phần lưng gà nha các bạn nha. Mình sẽ cho lên trước và sắp đều ra như thế này. Phần lưng còn lại cũng như vậy các bạn ha. Tới phần ức các bạn cũng chia miếng vừa ăn như vậy luôn. Bạn nào mà không sắn được như Hoshi á, nhất là các bạn con gái, thì các bạn cứ cắt trước phần thịt rồi sắn xuống là xong. Ok, như vậy thì chặt gà sẽ rất là đều theo ý của chúng ta, quá đơn giản luôn. Còn bạn nào mà muốn rút xương gà ra luôn á, thì mình cắt nhẹ phần xương ở chỗ này rồi lóc ra là xong. Để Hoshi làm kỹ cho các bạn xem nha. Cụp xong. Rút xương ra rồi thì các bạn không cần phải chặt nữa, chỉ cần cắt phát là ok. Tới lúc ăn khỏi cần phải lựa xương cho mệt. Mình sẽ cho phần ức nhiều thịt lên bên trên nha. Chặt gà kiểu này bố vợ mẹ chồng không ghiền với lạ đó. Phần đùi nếu mà chặt á thì sẽ hơi to, cho nên các bạn sẽ chẻ đôi ra cho Hoshi nha. Đó, Hoshi chẻ từ từ cho các bạn xem nè. Con này là gà ủ muối Hoshi chưa có luộc qua, tại vì hôm nay mình mua hai con lận á, cho nên là cả nhà ai thích ăn loại nào thì ăn thoải mái luôn ha. Phần này chỗ đùi không có khớp cho nên các bạn buộc phải chặt nha. Đó, đùi đừng có chặt nhỏ quá, ăn nó sẽ mất xương á biết không. Bạn nào mà không muốn chặt á thì Hoshi hướng dẫn cho các bạn lấy phần xương cứng chỗ này ra luôn nha. Mình bẻ cái khớp của nó ra xong cắt phát là xong. Ok, bây giờ thì chỉ cần nhẹ nhàng từ tốn cắt phần đùi ra thôi. Nhiều khi ba mẹ ngồi ở nhà trên hỏi nhau, ủa sao con mình chặt gà mà không nghe tiếng gì hết ta, không biết có chặt được không hay là đang đứng ngắm ở dưới nữa. Đó, sau đó lát nữa bưng dĩa gà lên hết hồn liền. Phần cánh thì các bạn cắt nhẹ khúc giữa sẽ thấy cái khớp như vậy nè, đưa dao vào cắt nhẹ là xong. Các bạn thấy cánh gà đẹp như cái đùi không? Hoshi sẽ xếp lên hai bên rồi sắp hai cánh lên trên bên mặt trước. Ok, tới phần chân thì các bạn bẻ thẳng ra rồi sau đó mình làm neo cho gà thôi. Khâu này mấy bạn nữ thích lắm nè. Mình sẽ sắp hai chân lên hai bên như thế này. Đó, sau đó phao câu thì các bạn sẽ cắt bình dầu ra rồi mình sẽ đặt vào giữa hai chân của con gà. Đó, như vậy là xong. Quá đơn giản cho một cuộc tình luôn phải không? À, còn muối tiêu chanh thì các bạn lưu ý là nặn nước chanh hoặc nước tắc vào cái muỗng như thế này. Rồi mình sẽ lược cái hạt ra nha các bạn nha. Như vậy là mình sẽ được cộng thêm điểm đó nha. Ớt thì các bạn sẽ cắt xéo xéo ra như thế này mà mỏng thôi nha. Sau đó mình sẽ cho vào chén muối và khuấy đều lên. Đó, nhưng mà nhớ hỏi xem là mọi người có ăn cay được không nha. Ok, vậy là bây giờ Hoshi đã hoàn thành xong bước hướng dẫn chặt gà cho cả nhà rồi. Thơm ghê. Ok, chúc các bạn thành công nha. Bây giờ mình sẽ thử miếng coi. Chấm thêm miếng muối tiêu đi kèm với gà nè. Chịu hết nổi à. Ủa, cái mè đâu rồi ta? Khi nãy em đi lấy muối em quất lén rồi. Đừng quên like và share để đó. Mai mốt chặt gà thì dùng đến nha. Hẹn gặp lại.